Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Hồn Sư Học Viện. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm thử bản chung của tựa game này. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào tựa game. Thì mình cũng sẽ có để link phần tải game ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể tải về để chơi. Thì đây là một tựa game lấy đề tài là Đấu La Đại Lục và thuộc thể loại là mobile, nhập vai đấu tướng. Nếu như các bạn đã yêu thích bộ truyện tranh hay là phim hoạt hình Đấu La Đại Lục thì chắc chắn không thể bỏ qua tựa game này. Thì tựa game này được chuyển thể từ bộ truyện tranh Đấu La Đại Lục 3 Truyền Thuyết Long Vương nổi tiếng tại Trung Quốc từ năm 2019 đến nay. Đây được xem là một tác phẩm ngoại truyện ăn theo đề tài Đấu La Đại Lục, vốn đang gây hot trên giới trẻ đại lục nói riêng và các nước lân cận nói chung nhờ những tình tiết quyển tưởng độc lạ của mình. Qua đó thì trò chơi không chỉ tái hiện hành trình phiêu lưu đầy gian khó của các hồn sư mà gần như tổng hợp toàn bộ các võ hồn, hồn thú nổi tiếng tại Đấu La Đại Lục cũng lần lượt cướp mặt để bạn chinh phục. Thì nhìn chung thì trò chơi này sở hữu nền tảng đồ họa 3D vô cùng đẹp mắt với tạo hình đậm chất hoạt hình khi lai tạp giữa nét cọ của người Trung Quốc và giao hòa với nét văn hóa anime manga của Nhật Bản. Để đi kèm với đó là hàng loạt có hiệu ứng kỹ năng vô cùng hoành tráng, dễ dàng lột tả được sức mạnh của từng nhân vật. Vốn đã làm mưa làm gió trong bộ truyện tranh là Đấu La Đại Lục 3 Truyền Thuyết Pha Long Vương. Thì bên cạnh đó, do đồ họa AD vô cùng ấn tượng, còn được thể hiện rõ qua nét chính của kho nhân vật, chính phụ, đồ sộ mà các bạn có thể chiêu mộ thông qua cơ chế gacha. Đặc biệt là chế độ chơi của game cũng khá đa dạng, với cơ chế là PvP, bám sát cốt truyện hoặc là đến các hoạt động là PvP hay là PvL dày đặc được mở ra trong ngày hay là hàng tuần. Thì bù lại thì lối chơi của Hồn Sư Học Viện Mobile không quá khác biệt so với những tựa game nhập vai đánh theo lượt hiện có trên thị trường. Thì qua đó thì trò chơi sẽ đi theo phong cách là hẻ tướng và kết hợp ít yếu tố idea và các nhân vật sẽ tự động tung đòn khi tới lượt đánh của mình. Thì các nhân vật thì các cái tựa game này chủ yếu thì giống như các tựa game chiến thuật như trước đây đã từng xuất hiện tại Việt Nam. Các bạn chỉ cần nâng cấp tướng và cho nó tự trọng chung chiêu. Vậy nó là nhiệm vụ của các bạn cũng phải đi tìm kiếm những nhân vật sở hữu sức mạnh và quyền năng độc nhất để tham gia vào đội hình chiến đấu 5 người tinh anh của mình. Thì song song đó thì game cũng mở ra rất là nhiều phương thức để cho các bạn bồi dưỡng và mạnh hóa đội hình của mình như là thăng cấp, tăng phẩm thuyền siêu, cường hóa trang bị, thả hồn thú, hồn hoàng, hoàn cốt, kích chiên, vân vân. Ở đó thì các bạn phải đặc biệt chú trọng đến điểm tốc đánh và hợp kích vì nó là nhân tố quan trọng giúp thay đổi cục diện của trận đấu. Thì đây là một cái cảnh đấu ở trong tựa game này. Thì hiện tại ở mấy cấp đầu thì các bạn phải tự mình nhấp siêu, nhấp vào nhân vật thì nó mới có thể thể hiện ra siêu được. Nhưng mà khi về sau thì nó sẽ mở chức năng là auto, nên là các bạn không cần phải nhấp.
quan thắng thì là siêu có các vật đó. Mỗi lần nó thi hành siêu thì đều có một động trên các cạnh khá là đẹp mắt. Xu Xiao Yan có 强大的治愈能力，是队伍中不可缺少的角色。现在我们去提升徐小妍的战斗力吧。接下来，我们去试试将徐小妍加入队伍吧。天上星亮，自动战斗开始啦，可以解放你的双手啦。Đoạn cắt cảnh ở đây à, các bạn phải vượt qua cái ải thì nó mới hiện ra đoạn phim các bạn. Đây là cái quà online.
Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đi cuộc hải tiếp. Ok, thì như vậy là mình đã review xong cái tựa game này. Các bạn có thể tải game về trước bạn ở nước ngoài để chơi thử và tụi mình trải nghiệm nhé. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Bye bye.